Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã báo cáo một số công việc và những kết quả chính mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đạt được năm 2022. Dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước đã có những ý kiến chia sẻ rất tâm huyết và chân tình, nhất là động viên về những thành tựu chung và lưu ý về những mặt hạn chế cần khắc phục. Tổng Bí thư khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, lãnh đạo Đảng, nhà nước đã luôn đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ, sáng tạo để có các quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ. Kinh nghiệm rút ra được trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp chúng đúng và quyết liệt tổ chức thực hiện, khẳng định trong những thành tiệu mà đất nước đạt được có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước với nhiệt huyết và những kinh nghiệm quý báu của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người sẽ tiếp tục có những công hiến và đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng, nhà nước và nhân dân.